Hàng ngày thì chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều các loại độc tố từ đồ ăn, từ nước uống, từ không khí, từ môi trường và có rất nhiều các độc tố xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Và khi các độc tố này tích tụ lâu ngày trong cơ thể cộng với việc là cơ thể chúng ta bị suy yếu không đào thải được hết các cái độc tố này ra ngoài, dẫn tới rất là nhiều những bệnh tật, đặc biệt là bệnh lý ung thư. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái sự nguy hại của các độc tố và các cái cơ chế mà độc tố nó xâm nhập vào trong cơ thể từ đó đưa ra những phương pháp đào thải độc tố ra ngoài cơ thể một cách đơn giản nhất hữu ích nhất rẻ tiền nhất và các bạn có thể hoàn toàn làm ngay tại nhà Chào mừng các bạn đã đến với kênh chân thiện mỹ bách niên trong xã hội hiện đại ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển cuộc sống ngày càng trở nên vội vã khiến cho bệnh tật phát sinh rất là nhiều trong đó cái bệnh tật phát sinh từ cái độc tố trong cơ thể là phổ biến nhất. Bình thường thì cơ thể của chúng ta sẽ thải độc qua ba đường chính, đó chính là tuyến mồ hôi, phân và nước tiểu. Trong đó, phân và nước tiểu chiếm 99% cái lượng độc tố đào thải ra ngoài cơ thể. Khi mà chức năng của các cái cơ quan thải độc trong cơ thể nó bị suy yếu thì bất kỳ một cơ quan nào suy yếu sẽ ảnh hưởng đến quá trình đào thải độc tố. Từ đó độc tố lưu lại ở trong cơ thể và ảnh hưởng toàn bộ đến quá trình hấp thu, tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn và cuối cùng lại là đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Và cái vòng tuần hoàn này nó cứ lặp đi lặp lại ngày càng lớn dần và khi độc tố tích tụ nhiều lên thì sẽ dẫn tới bệnh tật phát sinh và nặng nhất đó chính là bệnh lý ung thư. Cho nên cái việc mà đào thải độc tố ra ngoài là yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Cho dù bạn có sống ở một căn biệt thự nào lớn đi chăng nữa hoặc là một cái nơi có môi trường tốt nhưng những yếu tố bạn tưởng chừng như là vô hại đó chính là cái việc ảnh hưởng của tầng ozone chẳng hạn thì cái tia cực tím sẽ xuyên qua cái tầng ozone chiếu vào da của bạn làm cho cơ thể của bạn bị nhiễm độc hoặc là từ tính do các thiết bị điện các thiết bị wifi và các cái thiết bị điện tử trong nhà nó cũng gây nên độc tố trong cơ thể bạn các cái chất dioxin có trong khói thuốc lá từ khí thải ô tô hoặc là khí thải ở trong cái lò đốt rác hoặc thậm chí là formaldehyde là một chất cực độc nó sẽ có trong các cái vật liệu có ở trong phòng của bạn hoặc là những cái vật liệu bạn đang sử dụng hàng ngày. Ngoài ra thì khi chúng ta ăn các cái thức ăn vào thì nó sẽ có những cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, các cái vi khuẩn nấm mốc nó sẽ xâm nhập vào trong cơ thể của bạn, tích tụ độc tố. Kể cả những người cẩn thận nhất ăn lại cá biển chẳng hạn thì những cái vùng biển nào mà có chứa nhiều những cái độc tố như là selen, thủy ngân hay là chì thì các bạn cũng sẽ rất dễ nhiễm độc các kim loại nặng. Các cái chị em mà mê làm đẹp thì những hóa chất thuốc nhuộm nó sẽ ngấm dần vào trong cơ thể và ngay cả những cái sinh hoạt tối thiểu như là các cái xà phòng, nước cội đầu nó cũng là những cái tác nhân gây nên độc tố trong cơ thể của bạn. Khi những độc tố này nhiễm vào trong cơ thể, nó sẽ đi cùng các chất dinh dưỡng di chuyển đến gan. Từ đây gan sẽ tiến hành quá trình thải độc, sau đó thông qua huyết dịch đi đến ruột hay là thận để bài tiết ra ngoài cơ thể. Nếu như đi đến ruột thì nó sẽ đi vào ruột già và đào thải cơ thể qua phân. Còn nếu như mà đi đến thận thì thận sẽ lọc máu lại một lần nữa. Sau đó đào thải các cái độc tố thông qua đường nước tiểu. Tuy nhiên nếu như cơ thể của chúng ta tồn dư quá nhiều độc tố hoặc là cái lượng độc tố mà chúng ta đưa từ ngoài vào nó lớn hơn rất nhiều so với lượng độc tố mà chúng ta đào thải được ra khỏi cơ thể thì nó sẽ tích tụ ở trong cơ thể và những chất độc kim loại nặng nó sẽ kết hợp với các enzyme trong cơ thể cho nên nó sẽ càng khó bị phân giải. Chúng ta biết vai trò của enzyme nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng đến quá trình hấp thu, tiêu hóa và bài tiết các cái độc tố ra ngoài cơ thể. Và nếu như cơ thể của chúng ta bị nhiễm độc thì enzyme nó sẽ ưu tiên cho quá trình thải độc cơ thể nhiều hơn. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Trước hết cái sự thiếu hụt enzyme trong hệ thống tiêu hóa nó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Khi mà thiếu hụt enzyme thì nó sẽ làm cho các chất béo, các protein không được phân giải kỹ và nó cứ giữ nguyên cái trạng thái đó đi vào trong huyết dịch. Từ đó khiến dòng máu lưu thông nó bị chặn lại, thậm chí là máu bị đông kết. Ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình hấp thu chất dinh dưỡng và thời điểm đầu sẽ dẫn tới các hiện tượng đó là đau đầu, này, đau mỏi vai gáy, chân tay lạnh, cơ thể mệt mỏi, thậm chí nó là đau hông, và da bị thô ráp khi mà quá trình lưu thông máu bị cản trở nó sẽ cản trở cả cái quá trình mà lưu thông nước tiểu và đào thải nước tiểu độc tố ra ngoài cơ thể hơn nữa là cái quá trình hấp thu chất dinh dưỡng tại ruột non và đào thải độc tố ra ngoài cơ thể qua ruột già và qua trực tràng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng do thiếu hụt enzyme những cái thức ăn mà không được tiêu hóa hấp thụ hoàn toàn trong cơ thể sẽ để lại một lượng lớn chất cặn bã tồn động và các chất này được gọi là u thối sinh ra các độc tố mới ở trong cơ thể cứ 10 năm mà cơ thể chúng ta sống thì chúng ta sẽ có khoảng 1 kg chất cặn bã tồn động ở trong lòng ruột nếu như bạn 40 tuổi thì bạn sẽ có khoảng 4 kg chất cặn bã ở trong lòng ruột và trên lâm sàng thì có một bệnh nhân mình trực tiếp hướng dẫn sau 11 ngày bạn ấy từ cái thể trạng 92 cân bạn ấy đã giảm xuống còn 82 cân và gần như bạn ấy nói rằng là bạn ấy có một cái cơ thể hoàn toàn mới và những cái việc mà đau nhất trong người bạn ấy và những cái sự khó chịu mệt mỏi bụng ấm ách bạn đã được đả thông hoàn toàn và hơn thế nữa cái đường ruột của chúng ta ấy, luôn luôn có nhiệt độ trung bình đó là 36 độ 5 và cái nhiệt độ ở trong đường ruột đó còn thậm chí là cao hơn nhiệt độ ở mùa hè của chúng ta cho nên là cái việc mà chúng ta ăn thức ăn vào mà nó không được tiêu hóa thì nó sẽ xảy ra quá trình là làm thối giữa cái thức ăn ở trong đường ruột, sinh ra rất là nhiều khí và sinh ra rất là nhiều axit làm ảnh hưởng đến cái đường ruột. Và khi mà một cái đường ruột kém thì cái dòng máu tới gan để gan nó lọc sẽ bị kém, ảnh hưởng đến chức năng gan. Từ chức năng gan thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng đào thải của thận và đào thải của cái đường phân đi ra ngoài cơ thể. Và cái quy trình đó cứ lặp đi lặp lại giống như một cái vòng trôn ốc càng ngày nó càng lớn ra cái khối tích tụ nó càng ngày càng lớn dần và lâu dần nó sẽ dẫn tới các bệnh lý như là ở gan nó gây sơ gan ở thận nó sẽ dẫn tới suy thận và cái nặng hơn đó chính là bệnh lý về ung thư để đọc thải độc tố thì chúng ta sẽ làm điều gì cái cách thải độc đầu tiên là chúng ta sẽ thải độc toàn bộ cái đường tiêu hóa của chúng ta cứ 3 tháng chúng ta sẽ thải độc một lần ý cách để chúng ta làm cho sạch đường tiêu hóa mà rất tốt cho cơ thể đó chính là việc chúng ta thải độc bằng củ cải trắng Mỗi buổi sáng chúng ta lấy 100 gram củ cải trắng ép lấy nước Sau đó chúng ta sẽ uống khi bụng đói Và nhớ là chúng ta không thêm nước vào lúc đó Mà chúng ta uống hoàn toàn cái cốt của củ cải trắng Chúng ta sẽ uống liên tục trong vòng 7 ngày Và cứ 3 tháng chúng ta sẽ thải độc như vậy một lần Với những người mà lớn tuổi thì chúng ta sẽ uống mỗi một đợt là 4 đến 5 ngày Tức là 4 đến 5 buổi sáng và chúng ta làm như vậy sau khoảng 2 đến 3 hôm là chúng ta bắt đầu có hiện tượng là chúng ta quặn bụng và chúng ta sẽ buồn mót đi ngoài. Chúng ta sẽ quan sát phân chúng ta lèo bèo và có cả mấy màu phân. Ví dụ như vừa màu đen, vừa màu xanh, vừa màu thức ăn, vừa màu vàng. Tức là nó sẽ là tổng hợp của những cái phân mà nó mới tạo ra và những cái phân ở trong lòng ruột do quá trình tích tụ trong rất nhiều năm vừa qua. Theo đông y thì củ cải có vị hơi ngọt, hơi cay đắng, tính bình và không độc. Ngoài ra củ cải trắng chứa rất nhiều các vitamin C, axit folic anthocyanin và glycosid đó là những chất mà chống oxy hóa rất là mạnh. Cho nên là ngoài cái việc mà giúp cho cơ thể thải độc, ngoài cái chức năng thải độc thì nó còn làm cho phổi chúng ta rất là sạch và chức năng gan, thận nó cũng khỏe hơn. Vitamin B12 có trong củ cải trắng, nó sẽ rất tốt cho quá trình hoạt động của não bộ, nó làm cho não bộ chúng ta hoạt động minh mẫn hơn, phòng ngừa cái việc thiếu máu não. Hơn nữa vitamin C, axit folic và anthocyanin là những chất chống oxy hóa cực mạnh nó sẽ giúp đào thải các gốc tự do ra ngoài cơ thể làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn chống lão hóa làm giảm các nếp nhăn ở trên mặt làm cho thành mạch máu nó được vững bền hơn với củ cải trắng thì chúng ta sẽ có một cái đường ruột khỏe mạnh tuy nhiên để đào thải được toàn bộ độc tố ở trong cơ thể thì cái phương pháp mà mình đã nói trong rất là nhiều các cái bài đó chính là việc thải độc bằng sắn dây sắn dây nó giống như một cái loại thần dược giúp cho cơ thể chúng ta thải độc đến cái phần sâu nhất ở trong cơ thể là thải độc đến phần tủy xương và khi sắn dây kết hợp với các cái thực phẩm khác thì nó sẽ mang cái công dụng thải độc ở rất nhiều các cơ quan tạng phủ muốn đi vào tạng nào chúng ta sẽ kết hợp với các cái thực phẩm để chúng ta thải độc ở toàn bộ cái tạng đó trong thực dưỡng và dưỡng sinh thì sắn dây là một thực phẩm rất là dương so với các thực phẩm khác đó là do đâu thứ nhất đó là sắn dây có cái tính mọc hướng xuống đất và những cái thực phẩm mà hướng xuống đất mọc xuyên sâu xuống lòng đất rất là dương so với những thực phẩm mọc lên trên. Thứ hai đó là sắn dây có tính chặt, tức là cái củ sắn dây ấy, nó nó có kết cấu chặt, cho nên nó sẽ dương hơn so với những củ mà kết cấu nó mềm hơn, ví dụ như khoai lang, khoai sọ chẳng hạn. Cho nên đây là một cái thực phẩm cực kỳ dương và nó giúp thải độc toàn bộ cơ thể một cách cực kỳ nhanh chóng. Và đây nó là một cái thực phẩm chúng ta thải độc hàng ngày. Nếu như củ cải thì chúng ta 3 tháng chúng ta thải độc một lần. Tuy nhiên với sắn dây chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm uống hàng ngày để cho cái cơ thể chúng ta nó không những giúp thải độc cơ thể, nó còn làm cho cái vi khuẩn đường ruột nó hoạt động tốt hơn và nó giúp cho cái quá trình mà hấp thu, chuyển hóa và đào thải các cái độc tố ra ngoài cơ thể một cách nhanh nhất. Đặc biệt là chất oligosaccharide ở trong sắn dây được khoa học chứng minh đó là giúp đào thải độc tố rất là tốt và giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Đối với những người bị ngộ độc hay là trúng độc khi mà người ta chót ăn phải những thực phẩm độc, thực phẩm bẩn hoặc là các cái thực phẩm có chứa những cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thì chúng ta sẽ uống sắn dây nóng kết hợp với chanh muối và chúng ta uống liền sau khi chúng ta bị trúng độc. Sau đó chúng ta đắp chăn trùm mền thì nó sẽ giúp đào thải độc tố ra ngoài cơ thể nhanh nhất. Cách nấu sắn dây là chúng ta sẽ lấy hai thìa canh sắn dây kết hợp với 1 phần 8 trái chanh muối. Chúng ta dằm nhuyễn ra. Sau đó chúng ta sẽ thêm nước, khuấy lên, đun chín hỗn hợp lên. Và khi nào sắn dây sôi và trong hết toàn bộ sắn dây thì chúng ta sẽ bắc ra ngoài, đổ ra bát và chúng ta ăn khi nóng. Chúng ta sẽ trù mền sau ngay sau khi ăn và 30 phút sau thì chúng ta mới được đi ra gió hoặc là chạm tay vào nước nếu như trong cái lúc lỗ chân lông mở mà quá trình thải độc nó đang được diễn ra mà mọi người chạm vào nước hoặc là đi ra gió thì rất dễ bị trúng cảm phong hàn đối với những người bị bệnh lý về táo bón tức là sao tức là cái tức là cái thức ăn và các cái độc tố nó sẽ ở lại lưu cữu ở trong cái đường ruột của chúng ta lâu hơn so với bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng sắn dây sau đó chúng ta quấy với chanh muối và cho thêm gừng chúng ta sẽ nướng lên băm nhỏ và chúng ta trộn với hỗn hợp đó chúng ta ăn đối với những người mà bị táo bón thì chúng ta sẽ sử dụng như vậy còn ngược lại với những người bị tiêu chảy thì chúng ta sẽ sử dụng cái hỗn hợp là sắn dây và chanh muối thôi nó sẽ có tác dụng rất tốt với những người mà lớn tuổi ăn uống không ngon miệng thì chúng ta sẽ dừng ăn các cái thức ăn khác sau đó chúng ta sẽ quấy cái bột sắn dây với chanh muối và chúng ta cho các ông các bà nhà mình ăn và đến khi nào cái tì vị nó có cảm giác trở lại ăn uống ngon miệng trở lại thì lúc đó mới cho các ông các bà ăn thức ăn trở lại các cái trẻ nhỏ chậm lớn chán ăn biếng ăn thì chúng ta cũng nên là cho trẻ em ăn sắn dây chúng ta quấy bột sắn dây với 1 phần 8 cái phân lượng chanh muối đó và cho các bé ăn hàng ngày vào buổi sáng thì nó sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa của trẻ rất là tốt kích thích các hệ vi khuẩn đường ruột giúp cho tiêu hóa thức ăn tốt hơn và trẻ có cảm giác thèm ăn hơn. Còn nếu trong trường hợp độc tố đã lưu cữu trong cơ thể nhiều quá với những người có thể trạng béo phì hoặc những người mà có cái thể trạng gầy gò quá mà không thể béo được. Có những người mà đi ngoài một ngày 4 đến 5 lần và phân luôn luôn có màu xanh, phân nát, thậm chí là phân dính bồn thì chúng ta sẽ bắt buộc phải thải độc hoàn toàn bằng sắn dây và tiếp thực các cái món ăn khác Chúng ta sẽ kết hợp sắn dây, chanh muối, gừng Chúng ta sẽ uống liên tục trong vòng 3 ngày Và lưu ý là với buổi sáng thì chúng ta sẽ cho cái thành phần gừng vào Chúng ta sẽ kết hợp đó là hai muỗng sắn dây 1 phần 8 phân lượng chanh muối lâu năm từ 3 đến 5 năm Và gừng chúng ta nướng lên băm nhỏ Chúng ta quấy chín hỗn hợp này lên Sau đó chúng ta ăn càng nóng càng tốt Chúng ta đắp chăn chùm mền để cho ra mồ hôi Và chúng ta sẽ ăn liên tục trong vòng 3 ngày sau đó chúng ta mới ăn ra các cái thực phẩm khác. Đầu tiên nó chính là gạo lức, muối mè và hoặc là các cái loại rau củ như là củ cải trắng luộc lên hay là cà rốt hay là bí đỏ thì nó sẽ tốt cho cái tỷ vị và nó sẽ làm cho cái chức năng tiêu hóa chúng ta hồi phục trở lại một cách cực kỳ tốt. Và với những người béo như vậy thì ăn như vậy sau khoảng 3 ngày thì họ sẽ giảm đi khoảng tầm 4 đến 5 kg trọng lượng vì là các cái độc tố ở trong đường ruột nó được đào thải hết ra ngoài. Và lưu ý kể cả những người mà bị gầy kinh niên lâu năm thì khi chúng ta thải độc như vậy trong vòng 3 ngày thì đầu tiên cũng sẽ có hiện tượng đó là giảm cân nặng đi. Thực tế ra cái lượng cơ của họ chẳng bị giảm đi đâu. Mỡ cũng không bị giảm đi đâu nhưng cái độc tố ở trong đường ruột nó được đào thải ra ngoài thì nó cũng sẽ làm cho cân nặng ban đầu họ sẽ bị sụt đi. Tuy nhiên khi mà cơ thể phục hồi trở lại, họ ăn uống tốt trở lại, ngon miệng trở lại, thì cái cân nặng nhanh chóng được phục hồi. Nhưng bù lại là da giải sẽ đẹp hơn, một cái thể trạng cơ thể tốt hơn và cái phân nó sẽ không còn bị đi phân nhão, phân nát hoặc là phân không thành khuôn, phân dính từ vào bồn cầu như vậy nữa. Một lưu ý là trong tất cả các cái bài ăn sắn dây thì nên nhớ là gừng chúng ta chỉ ăn vào buổi sáng, còn buổi tối thì chúng ta sẽ bỏ cái gừng đó đi. Vì gừng ăn buổi tối nó sẽ không tốt cho cơ thể Gừng ăn buổi sáng sẽ cực kỳ bổ cho cơ thể Ngoài ra với những người mà thường xuyên làm việc trong môi trường độc hại Ví dụ như là làm việc trong các nhà máy điện tử Hoặc là các nhà máy hóa chất Hoặc là các cái nhân viên ở trong các cái tiệm tóc, tiệm neo Mà thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, thuốc nhuộm Và các cái thiết bị sóng điện tử Thì mỗi một buổi tối sẽ về quấy sắn dây với một phần tư quả chanh muối Thì nó sẽ rất là tốt Và uống hàng ngày vào buổi tối như vậy thì nó sẽ đào thải các cái độc tố ra ngoài cơ thể, đào thải các cái bức xạ điện từ ra ngoài cơ thể, giúp cho cơ thể có một cái sức khỏe tốt hơn. Và các bạn lưu ý là chanh muối phải là chanh muối lâu năm, từ 3 đến 5 năm trở ra thì nó mới có tác dụng. Thứ hai, do đây là cái quy trình chúng ta thải độc, cho nên sắn dây chúng ta cũng cần phải chọn sắn dây ta và được lọc nhiều lần và là những cái chế phẩm organic hoàn toàn tự nhiên thì nó mới có tác dụng đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Còn nếu như mà sắn dây mà trôi nổi thì chúng ta sẽ rất dễ ảnh hưởng đến thận hoặc ảnh hưởng đến gan. Sau khi chúng ta đã thải độc bằng sắn dây xong thì chúng ta sẽ bắt đầu ăn da. Lưu ý là trong cái quá trình chúng ta ăn da, giả sử những người mà thải độc sắn dây liên tục trong vòng 3 ngày thì nhớ trong quá trình ăn da thì sẽ phải ăn gạo lức, đặc biệt là lúc đó vì cơ thể chúng ta rất sạch và nó rất mẫn cảm với các cái thành phần độc tố cho nên lúc đó mà chúng ta đưa một lượng hóa chất dù là nhỏ thôi vào trong cơ thể thì nó cũng sẽ làm cho cơ thể chúng ta phản ứng ngay lập tức cho nên là trong cái quá trình chúng ta ăn ra như vậy thì chúng ta sẽ ăn các loại thực phẩm đặc biệt là chúng ta chỉ ăn ít các loại thực phẩm thôi đừng có ăn các loại thực phẩm chế biến quá nhiều và quá nhiều gia vị và chứa nhiều dầu mỡ chúng ta chỉ nên ăn gạo lức đặc biệt là gạo lức sáng cù kết hợp với muối mè thì nó sẽ rất tốt cho cái hệ sinh vật đường ruột và cung cấp cái chất xơ vào trong cơ thể, giúp cho cái quá trình phục hồi đường tiêu hóa của chúng ta càng ngày nó càng tốt hơn. Ngoài ra có một cách thải độc nữa. Thường xuyên chúng ta sẽ dùng phương pháp ngâm chân, nếu có điều kiện thì các bạn sẽ ngâm chân với các cái thuốc. các bạn mà không có điều kiện chẳng hạn hoặc là không tìm được cái thuốc mà đúng thì các bạn sẽ ngâm chân với nước muối và thêm với gừng hoặc là ngâm chân với ngải cứu. Nó sẽ rất là tốt kết hợp với việc ngâm chân, chúng ta sẽ ngâm cả thân mình vào trong bồn. thì cái việc mà ngâm mình trong bồn đó, nó sẽ giúp cho kích thích cái hệ tiêu hóa, kích thích hệ bài tiết, kích thích hệ tuần hoàn nó đều tốt và nó đào thải độc tố ra ngoài. không những qua da mà nó giúp cho cái đào thải qua gan và qua đường phân, đường nước tiểu nó đều tốt. và khi mà chúng ta ngâm trong bồn như vậy và với cái dương tính của nước ấm ở trong bồn kết hợp với các cái thuốc ở trong cái bồn như vậy nó sẽ giúp cho tất cả các chức năng trong cơ thể nó hoạt động một cách tốt hơn và có nhiều những cái bệnh nhân mà dưới sự tư vấn của mình họ ngâm mình ở trong cái bồn như vậy với một số các cái bài thuốc đơn giản thôi nhưng mà họ có một cái kết quả rất là tốt và có một cái thể trạng cực kỳ khỏe mạnh chỉ sau khoảng 7 đến 10 ngày mà thôi qua video này thì các bạn thấy rằng chỉ những cái thực phẩm rất là đơn giản đó là sắn dây là chanh muối là củ cải chúng ta ngâm chân ngâm mình với thuốc thôi nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta loại bỏ hoàn toàn các độc tố ra ngoài cơ thể và mình xin nhắc lại việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể nó cực kỳ quan trọng để giúp cho các bạn có một cơ thể khỏe mạnh và đó chính là bí quyết trường thọ hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình xin chào và hẹn gặp lại